về có cửa là mừng ngày, thật là phúc cho họ. Chúa sẽ đến bất ngờ để mời gọi ta, đừng nghĩ về quê nhà là đường còn xa. Chúa sẽ đến bất ngờ để mời gọi ta, hãy mau sẵn sàng đợi chờ, vì Chúa sẽ đến bất ngờ. Anh em hãy thắp lưng cho con, thắp đèn cho sẵn, đợi Chúa đi ăn cưới về. Đợi Chúa ăn cưới về có cửa là mừng ngày, thật là phúc cho sống xứng đáng mỗi ngày để chờ đợi Chúa. Đừng mù và mơ mộng cuộc đời hư không, hãy tin thác trông cậy một lòng theo Chúa, hãy luôn thương tình đợi chờ, chờ Chúa đến đưa về trời. Có cửa là mừng ngày, thật là phúc cho.